Yes. Okay, very good. So here. Okay, seven wonders of the modern world. Đầu tiên là Roman Colosseum ở Italy. Italy, đó là có một cái thành nhưng mà nó lại mất hết đi cái tầng trên, do là có thể là do trong cái quá trình lịch sử ha, có những cái chuyện gì đó xảy ra nên bây giờ cái thành này nó chỉ còn ở như thế, nó phá hủy rồi nó còn lại như thế này thôi. Đây là ở Italy. Tiếp theo, cái thứ hai là Great Wall of China. Khi con nghe cái tên con có đoán được tiếng Việt mình gọi là gì không? Cái gì mà nổi tiếng? Mảng lý Trường Thành. Very good, Great Wall of China, Mảng lý Trường Thành ha. Tiếp theo cô có là what is it? Tượng Chúa Capitol. Rồi đây, Ray of the World of China rồi ha. Tiếp theo là tới Machu Picchu ở Peru. Đây, nó khá là giống ở những cái công trình ở cố đô Huế của bên mình đúng không? Đó, Machu Picchu ở Peru. Tiếp theo là ở Jordan Decha. Jordan. Dạ, Jordan. Khá là đồ sộ ha. Rồi, tiếp theo mình có Taj Mahal ở India. Này là trong cái bài đọc của mình đây. Ok, very beautiful. Continue. Tiếp tục là cô có ở Brazil. Đây là một bức tượng. Mình sơ qua thì tưởng là cửa thần tự do. Oh. Rồi, đây là bức tượng ở Rio de Janeiro. Tiếp theo, continue. Pyramid. Yeah, pyramid. Nhưng mà ở đây không phải là ở Egypt, mà nó ở Peninsula. Đó là những cái kỳ quan hiện đại của thế giới hiện đại ha, do người xây. Mà hiện tới bây giờ nó vẫn giữ được cái nét truyền thống lịch sử của nó. Rồi. Yeah. Còn Vịnh Hạ Long của mình được liệt kê vào kỳ quan thiên nhiên thế giới ha. Thiên nhiên là của tự nhiên, không phải do người nè. So now let's come back to our reading. Thì mình sẽ trở lại với cái reading của mình nha. Bữa trước mình chỉ mới đọc thôi. Hôm nay thì mình sẽ trả lời những câu hỏi. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi thì cô muốn check lại vocabulary. Rồi, bây giờ trình cho cô biết xây dựng mình có từ gì? Xây dựng có từ building. No, không phải building mà là construction. Rồi, tiếp tục cho cô khách du lịch. Tourist, very good. Đá hoa cương. Marble, very good. Danh sách. Danh sách là list. List, very good. Xây dựng. Xây dựng câu hỏi rồi, đúng không? Kiến trúc. Architecture, very good. Rồi, tiếp theo, bờ sông. Thành. Very good. So. Dory, đúng rồi. Tiếp theo, trang trí. Trang trí. Decorate. Hay là decorate. Nhớ âm một cho cô ha. Decorate. Rồi. Ngôi đền. Lovely là. No, ngôi đền là temple. Temple. Yes, temple, tượng đài.
có coi tượng đài là tượng Mó đài mó gì? Ba chữ mò mó. ba chữ monument. Đúng rồi, Monument, very good, hoàng đế. Emperor. Emperor, hoàng tử. Rin. Queen, công chúa. Ông chúa là Rin says. Princess, very good, princess. Right, so now let's start with the question number one. Question number one. How old were the princess when they get married? When they got married? 20. 20 years old. So could you show me the evidence? The evidence. Show me the evidence. Yeah. When he was a 14-year-old boy, he fell in love with a 15-year-old resident. Rin, 5 years later, she became his third wife. Okay, cho nên 15 mình cộng cho 5 years nữa thì sẽ có 20, đúng không con? Rồi, đáp án chính xác ha. Very good. Continue. Question number two. Which culture does the camel horn represent? Represent có nghĩa là bằng giấy, symbolize. Nhìn ra ta sao bị B, Islamist. Okay. So could you show me the evidence? Is an island tummy yeah. Built of one muscle. Okay, so here we can see the verb islandist. So the answer is B. Very good, correct answer. Islandist là đảo gì vậy con? Em sao? Islandist là đảo gì? Đảo Phật đúng không? No, not đạo Phật, không phải đạo Phật, mà là đạo Hồi, Hồi giáo đó ha, đạo Hồi. Thường thì Ấn Độ, đạo Hồi, à, rất là thành thần. Right, continue, question number three. Question number three. Question number three. For, it's for rút ra. Ý nào trong những ý sau đây mà bạn có thể rút ra từ cái bài này? It's for rút ra được ha. Ý nào ta?
bắt buộc thì mình phải đọc sơ lại nguyên cái đoạn văn này, nguyên cái bài này thì mình mới rút ra được. Rồi, bây giờ mình thử cùng nhau lúc tree Sanasa. Mình cùng tìm kiếm thông tin của câu A, câu B và câu C ha. Câu A, is it right? Câu A có đúng với cái bài này không? Mahar means palace. No. No, rồi, vậy câu B. Why marble was valued highly in Indian buildings? No. No, mình không kiếm được thông tin đúng không? Rồi, number C. Letter C. Mình chữ C gì vậy? C là một cái mộ và một cái chùa. Đúng rồi, a tomb, yeah. A tomb and a temple. Đúng. Còn câu D là all of the above, có nghĩa là tất cả những câu trên. Đó. Câu nào đúng đây? A, B, C, D. Câu D. Ok, now let's check the answer. Very good, D is the correct answer. Bây giờ mình phải trở ngược lại cái bài và mình tìm cho ra ý của ba câu này để mình chứng tỏ câu D là đáp án đúng à. Đầu tiên là câu A, Mohammed's Palace. Con kiếm thông tin cho cô chữ nào có đề cập đến chỗ nào, có đề cập đến Mohammed. Cái đó đâu vậy? Đây, con có thấy chỗ này không? Thấy. À, Mahar Mumstars Mahar. Rồi, vậy thì chứng tỏ là chữ Mumstars là chùa, còn chữ Mahar sẽ là palace. Nên câu A của mình dẫn chứng là cái câu này ha. Câu A đúng. À, câu A đúng nha. Tiếp theo, câu B. Câu B, where is the evidence? Dẫn chứng của câu B đâu nè. Big Bang was highly in a building. That you can divide it related the use of more than 1,000 elements to transport the marble. Đây. Mình có thể thấy chữ research, đúng rồi, research trong cái phần từ vựng mình học có nghĩa là gì Trinh? What does it mean? Research. Research là quý research. Báu. Đúng rồi, vậy thì quý báu nó sẽ bằng nghĩa với chữ value highly, đúng không? Có giá trị cao. Đó, vậy thì những cái white marble này có giá trị cao. Tiếp theo, C. Where is the evidence? À, đào ta. Hết rock and her husband ordered the building of the Taj Mahal. Ôi sao chả mất chữ mẹ.
each time he attributes to her. Rồi, đầu tiên, mình có thể thấy là it is an ironless tomb. À, là chắc chắn nó sẽ là một cái lăng mộ rồi đúng không? Nhưng mà ở câu dưới mình lại thấy xuất hiện là chữ the chamber ở đây nữa. Để suy ra cái tomb màu hoa này là cả hai cái luôn. Đó là vừa tomb mà vừa chamber luôn. Nên câu C của mình, right, cũng đúng. Nên đáp án của mình là A, B và C đều đúng. Nên chọn đáp án là D. À, ok ha. Do you understand? Yes. Ok, very good. So now let's move on to the next question. Question number 4. What does architecture refer to? Mình đã biết nghĩa của chữ architecture rồi. Nên mình chọn rất là dễ. What does architecture refer to? The design of the building. The design of building. The building. Okay, the design of building. What does it mean? Là người thiết kế. Là cái đó. Cái sự thiết kế của những tòa nhà mình gọi là kiến trúc. À, thiết kế tòa nhà mình gọi là architecture, là kiến trúc ha. Còn người là chữ architect thôi nha, không có chữ chơi nha. Chơi là kiến trúc, còn architect mới là nhà kiến trúc sư. Okay, so now let's move on to question number 5. Where is the Taj Mahal? Where is the Taj Mahal? It's in India. Rồi, Taj Mahal ở India, nhưng mà cụ thể là ở khu vực nào của India? Cụ thể là khu vực nào ở India? It stands on the bank of the Yama River in Arta. Yeah, đúng rồi. On the bank of, what does it mean the bank of? The bank. Sông. Yeah, bờ sông. Sông. Bờ sông Yamuna. Đúng rồi. Continue. What is Crown Palace? Crown Palace. Crown Palace. Yes. What is it? It is a monument to love. Yeah, it is a monument to love. Là một tượng đài tình yêu. It is a monument to love. Very good. Question number 7. How many elephants need to transport the mammal? How many elephants? 1,000. Very good. Cần có 1,000 con voi để vận chuyển. What were used to decorate the temple? What? Nó cũng nằm ngay đoạn này luôn ha. Đoạn thứ 2. 28 different kind of precious and semi-precious stone. Okay, very good. 28 different kinds of precious and semi-precious stone. What does it mean, semi? Semi. Là những viên đá. Semi là nửa, phân nửa đúng không con? Em mình cần gọi là bán đó. À. The next question, question number 9. Who were the fifth Mughal emperor in India? Who were the fifth Mughal emperor in India? Yeah, tell me the name. Tell me the name. The name of the emperor. Shah Jahan. Okay, very good. Correct answer. Question number 10. Why the Taj Mahal was built? It is a tribute to the Imrawai. Very good. Correct answer. It is a tribute to the Emperor's wife. It is who?
who is the emperor's wife? Thì ai là vợ của cái vị vua này? Who? He. Person, princess. Yeah, person, princess là một nàng công chúa nước Ba Tư. Right, finish. So we finish reading skill. Rồi, mình đã xong phần reading rồi. So now let's move on to writing. Writing. Rồi, chủ đề writing của mình sẽ liên quan đến traveling abroad. Traveling abroad có nghĩa là đi du lịch nước ngoài. Not Việt Nam, but abroad. Other countries. So, could you see my screen? Yes. Yes. Okay. So here is our topic, traveling abroad. So, which country do you want to travel to? Which country? Which country? Country. Yeah. Which country do you want to travel to in the future? Anh nước vào. I don't know. Có nước nào mà Trình muốn đi không con? Dạ không. No. How about a city? Vậy thì một thành phố nào đó thì sao? No. No. You just want to stay at home? Yes. Why? Why don't you like traveling? Con không thích đi du lịch hả? Because, yes. Why? Because stay home is comfortable. Staying home is more comfortable. Ở nhà thì thoải mái hơn, đúng không? And maybe safer, an toàn hơn, đúng không? Safer. Yes. So today you study how to write about a city you want to visit. Nên mình sẽ học cách viết về một cái thành phố mình muốn đến tham quan ha. Đây là một số những cái structure mình sẽ sử dụng. It is famous for is, nó nổi tiếng về cái điều gì? It is famous for is, ví dụ là its beauty, vẻ đẹp của nó. Hay là landscape, những cái danh lam thắng cảnh. Hay là people, về con người. Hay là food, nổi tiếng về thức ăn chẳng hạn. Là among là trong số, among cái gì đó ha. I want to try real gì đó, such as. Mình muốn thử cái gì đó như là, such as, như là ha. I would like to, tôi muốn cái gì đó. Đây là những cái structure mình sẽ sử dụng trong cái bài này. Let's start with the vocabulary. So we have 7 words. Rồi, Trình nhìn cho cô 7 cái từ này. Và cho cô biết có từ nào mà nói với con cảm thấy lạ không? Con chưa từng biết qua hay chưa từng gặp qua? Có chữ nào hả? Từ nào mà hình như ngoại trừ từ temple, từ landmark. Ngoại trừ từ temple và từ landmark là con biết, còn những từ khác chưa nhập đúng không? Dạ. Rồi, đầu tiên let's start with the first word. Chữ đầu tiên cuisine. Cuisine có nghĩa là ẩm thực. Cuisine là ẩm thực ha. Khi mà mình nói đến cái đồ ăn thức uống của một quốc gia nào đó là đặc trưng của quốc gia đó thì mình không dùng food ha. Food thì nó bình thường quá rồi, mình sẽ dùng cái chữ nó nghe hay hơn là chữ ẩm thực của một quốc gia.
Vậy thì ẩm thực sẽ là cuisine. Cao cấp hơn chữ food ha. Cuisine. Rồi, thì đọc lại cho cô đi con. Cuisine. Cuisine. Cuisine, đúng rồi, là ẩm thực ha. Tiếp theo, tasty. Tasty. Con gặp chữ này trong cái chữ ngữ tượng ngữ thần tự do. À, chữ tasty là tượng nha. Tasty. Rồi, tiếp theo. Sculpture. Sculpture là điêu khắc. Sculpture. À. Sculpture, điêu khắc. Đúng rồi. Architecture là kiến trúc, còn sculpture là điêu khắc. Performer, chữ này cô nghĩ chắc là mình cũng thường gặp ha. Performer có nghĩa là người trình diễn, người biểu diễn. Động từ của nó là chữ perform, biểu diễn, trình diễn. Performer, người trình diễn. Campbell, mình đã biết rồi ha. Chữ tiếp theo là cordial. 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 Yes, cordial. Có nghĩa là nhà thờ lớn. À, nó giống như là cái nhà thờ nhưng mà nó có quy mô lớn hơn, nó to hơn cái nhà thờ bình thường rất là nhiều. Dạ, mình gọi là cathedral. Tiếp theo landmark thì Tình đã biết rồi. Landmark ở Việt Nam mình có landmark không con? Có. Landmark gì? Could you tell me the name? 71 tầng. À, 81 tầng. Yes, mình có thể gọi là landmark 81, đúng không? Con có biết nó nằm ở đâu không? Where? Where is landmark 81? Ở New York City. Ở New York City, very good. What district? Quận nào? One district. District 1. District 1. District 1, đúng rồi. Have you ever been there? Have you ever been to... Yes, wow. How do you feel? How do you feel when you see Lamar 81? Beautiful and tall. Yeah, it is beautiful and it is also the round, the roundest of Vietnam. Cũng là niềm tự hào của Việt Nam ha. Yeah. So now I will give you 1 minute to remember this word. 1 minute to remember 7 vocabulary. After that, I will contact your memories. 1 minute, start. 1 phút để nhớ từ vựng. Bắt đầu. Right, time's up. Now I will check the vocabulary. Yeah, you want to check? Yeah. The first word. The first word, chữ đầu tiên ha. Right, chữ đầu tiên đó là chữ người biểu diễn. Performer. Performer, very good. Điêu khắc. Điêu khắc là sculpture.
structure, very good. Cho cô chữ nhà thờ lớn. Nhà thờ lớn. Star. No. Stadium. Cathedral. Stadium. Cathedral. Cathedral. Cathedral, right. Tượng. Tượng là statue. 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 Statue, right. Tiếp tục cô có chữ gì nữa ha? Đền thờ. Đền thờ. Đền thờ là temple. Temple, very good. And the last one. Tòa nhà mà cao ha. Tòa nhà cao. Như là một cột bóc. Cột bóc. Yes. Tòa nhà cao như một cái cột bóc. Vậy thì mình sẽ gọi là chữ gì? Landmark. Đúng rồi, landmark. Land có nghĩa là vùng đất. Mark có nghĩa là dấu ấn, cột mốc ha. Landmark là cái nơi mà rất là cao và cái nơi đó rất là dễ dàng được nhận thấy ha. Landmark, very good. Rồi. Continue, tiếp tục nè. Đây, cô có one of a lot of countries, có rất là nhiều những cái quốc gia trên thế giới ha. Và những quốc gia này đều có những cái biểu tượng của quốc gia đó. Ví dụ như là Mỹ thì biểu tượng của nó là the Statue of Liberty, Nữ thần tự do. Trung Quốc thì lại có the Great Wall, Vạn lý trường thành ha. Vậy thì Việt Nam mình có gì? Cô đố đi. Khi nhắc tới Việt Nam thì người ta sẽ nghĩ đến cái gì? Có gì những cái nơi nào? Những cái nơi nào? Cái nơi nào? Hoặc là cái gì mà tượng trưng cho Việt Nam? Nào tượng trưng cho Việt Nam? Nào ta? Lăng Bác Hồ. Lăng Bác Hồ cũng đúng, là cô nghĩ có một cái khi nhắc tới Việt Nam người ta biết nhiều hơn. Đó là Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long ha. Bởi vì đó là cái nơi mà lọt vào một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Nên khi nhắc với Việt Nam là người ta sẽ nghĩ ngay đến Hạ Long Bay. Rồi. Ngoài ra mình còn có một vài những quốc gia khác, ví dụ như là Paris, France, thủ đô Paris của nước Pháp thì nổi tiếng với the Eiffel Tower, tháp Eiffel ha. Ngoài ra, ví dụ như là ở Úc, Australia thì nổi tiếng với nhà hát con sò, the Sydney Opera House. Đó là những cái, nhắc đến những cái quốc gia đó thì ta sẽ nghĩ ngay đến những cái biểu tượng như thế ha. Right. So now answer some questions. Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Then yes or not yes? Abroad? Yes, abroad, nước ngoài, other countries. No. Not yet, okay. Not yet. Me too. Cô cũng vậy. Maybe in the future, if we have a chance, we can travel abroad. Okay. What country are the city on page number 6? À, bây giờ người ta đố mình đó là người ta chỉ mới ghi trên đây những cái city thôi, tên của những thành phố thôi. Vậy thì bây giờ mình phải cho người ta được thành những cái thành phố này nằm trong những quốc gia nào. Cô ví dụ như là Tokyo Tower. À, vậy thì nó nằm ở nước nào? Tokyo là thành phố của nước nào? Ở Nhật. Dạ, Nhật tiếng Anh là? Japan. Japan, đúng rồi. Tiếp theo, ví dụ như là London Bridge. Cầu London.
Vậy thì London là thành phố của nước nào? Anh là in England. England, very good. Rồi, ở đây cô có the Colosseum ở Rome. Ok, vậy thì của nước nào đây? Which country? Rome. Yes, Rome. Như là đấu trường La Mã là của thằng nào nhỉ? Nước nào của nước nào? Cô gợi ý nha, nước nước nào mà có cái món spaghetti á? Spaghetti. Là Tây Ban Nha. No. Spaghetti là của nước nào? Spaghetti tiếng Việt của mình gọi là gì? Trong cái từ tiếng Việt của mình có tên nước đó luôn. Mì gì? Spaghetti thường là Tây Ban Nha, Nhật, Anh, Đức. No, spaghetti tiếng Việt mình gọi là mì gì? Mì ấy. Đúng à, rồi. Ấy. Very good. Đúng rồi. Là Italy. Đúng rồi ha. Rồi, consider which foreign city? Which foreign city do you want to visit? Con có muốn đến thăm những thành phố nước ngoài nào không? Ví dụ như là Beijing hay là New York? Or you just want to visit the city in Vietnam? Hay là Trình chỉ muốn tham quan những thành phố ở Việt Nam thôi? I want to visit. For example, ví dụ như là I like a lot of city, cô rất thích nhiều thành phố. But among the city I like, I just want to visit Beijing. À, trong rất nhiều thành phố mà cô thích thì cô muốn đến thăm thành phố Bắc Kinh. Yeah. How about you? Còn tên thì sao? No. No, okay. Chỉ có thành phố nào ở Việt Nam mà con thích không? Among the city in Vietnam, which one do you want to visit? For example, Hồ Chí Minh, or Cần Thơ, or Đà Nẵng. No. No? Okay. So, do you like traveling? Do you like traveling? No? No. No, okay. Because staying at home is more comfortable, right? When you travel, yeah. What kind of souvenir do you like to buy? Ví dụ như là con được đi con đi du lịch của mấy đứa ta thì con thường là muốn mua những cái quà nào đem về. What kind of souvenir? Food hay là toy. Toy, rồi nghe. Toy ví dụ như là những cái móc khóa đúng không? Yeah. Rồi, tại vì cái gì đó dùng ở nhà mình có thể trưng bày được ha. Rồi. Còn cô thì cô thích mang food. Cô thích mua đồ ăn đem về. Okay. So when you travel, what kind of things do you like to do? Khi mà đi du lịch thì Trình thích làm những cái việc gì? Ví dụ là staying at a hotel, chỉ ở trong khách sạn and sleep và ngủ thôi. Hay là con take a picture, a lot of picture, chụp hình. Hay là con visit a lot of places, đến thăm rất là nhiều nơi. What kind of thing do you like to do? Sao? Thích làm những hoạt động nè. Hoạt động. Ví dụ con chỉ muốn ở khách sạn để nghỉ ngơi thôi, hay là con thích chụp hình, hay là con thích đi tham quan, hay là con thích ăn uống.
ta gì nữa nhỉ? Chưa nghĩ ra đúng không? Ừ, chưa nghĩ ra, những suy nghĩ với ngày mai cho cô câu trả lời nha. Chọn cho cô trong những cái mà cô vừa vừa nêu ra đó, con chọn một cái cho cô và giải thích lý do tại sao ha. Give me the reason why you like. Okay. So we stop here. So tomorrow we'll continue. Goodbye and see you tomorrow. See you later. Okay. Thank you so much.